Ok, Chí phụ Nô xin chào mọi người à, Để xem hôm nay là ông Chí Phu Nô sẽ chia sẻ cho mọi người thêm một cái thông tin gì mới hơn không ha Thì sắp tới là sẽ vào cái mùa khô thì à, Qua khoảng tháng 12 à, Qua tháng, tháng 12 lại Tết Và sau, sau Tết thì sẽ vào mùa khô Thì cái nhu cầu sử dụng nước tưới trên vườn rất là cao Và những cái vườn mà mình không có xài cái nước kênh á Thì họ sẽ chạy nước chiến ha thì sẽ gặp một cái số trường hợp là nước giếng nó bị thiếu nước và nó không đủ nước nó bơm trong cái trường hợp mà giếng thiếu nước mà bơm chúng ta hoạt động thì nó sẽ gây ra hiện tượng hụt nước ha và lâu dần nó sẽ dẫn đến hiện tượng là cháy bơm Rồi còn một số cái trường hợp nữa là ví dụ như cái bơm tưới chúng ta đang tưới ngon lành mà không biết vì cái nguyên nhân, nhân gì hay là rác nó nghẹt đầu binh hay chẳng hạn và bơm hút nước không được dẫn đến hụt nước và nó cũng gây là cháy bơm ha hoặc là cái bơm chúng ta sử dụng lâu ngày nó bị rơ bạc đạn ha rơ bạc đạn hoặc là nó bị <laughs> nó bị hở uh, phốt rồi nó chạy xà bạc rồi nó nó cạ cuộn thì để lâu thì nó cũng sẽ bị bị cháy. À, thế thì chúng ta có giải pháp nào để khắc phục và phòng chống cái hiện tượng trên hay không? Ví dụ như khi mà bơm hụt nước thì hệ thống điện của chúng ta nó tự ngắt ha. Ví dụ. Thế thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái mèo nhỏ lắp trong cái hệ thống điện để cho mọi người uh, phòng trừ được cái rủi ro là bơm bị cháy ha. Rồi bây giờ mình theo chân trí đi lên cái tủ điện. Rồi Trước mặt mọi người là một cái hệ thống tủ điện ha Ồ oh, cái đèn vàng này nó đang báo sáng à, Để mình đổi cái tay cầm đó Rồi ok Thì à, Mọi người bỏ qua những cái thứ lằng nhằng linh tinh trong này đi ha. Thì đối với một cái hệ thống điện á thì thông thường ví dụ như cái bơm cái bơm nước của chúng ta thì à, mọi người thường đấu vào cái CB đúng không? Cái CB này và mọi người đấu vào cái chân CB là khi mà muốn bơm là mọi người hoặc là cái automatic ha. Mọi người khi mà muốn bơm nó chạy là mọi người chỉ cần đẩy cái công tắc này lên, đó là bơm nó chạy rồi direct đúng không? Thế thì khi mà cái cái cái, cái này nó chỉ giúp chúng ta bảo vệ được chập mạch ha à, chập mạch có nghĩa là ví dụ như là dây nóng và dây nguội nó chạm nhau chẳng hạn là cái cb này nó sẽ tự nhảy xuống đó aftermath nó sẽ tự ngắt à, có một số cái aftermath là nó không không có chế độ tự ngắt luôn nha thì nó sẽ ngắt qua cái cái, cái cầu chì thì chập mạch sẽ đứt cầu chì và nó nó bảo vệ cái cái hệ thống điện phía sau của chúng ta à, tuy nhiên á mà <laughs> tuy nhiên ha À, trong một số uh, vườn là họ mình hút giếng ha mình hút giếng hay là mình làm trong hệ thống tưới á là mọi người thường lắp thêm cái hẹn giờ hoặc là những cái thiết bị mà mình điều khiển qua bằng điện thoại gọi là điều khiển từ xa ha bấm điện thoại cái này là bơm nó chạy hoặc là bấm xài remote thì mọi người thông thường là mọi người sẽ đấu vào cái cái cục này là con khởi động từ ha hay là còn gọi là con tắt tơ thì mọi người chỉ đấu cái, cái khởi động từ này thôi đó là mình cấp mà mình bấm on cái là nó mở ha và bấm off cái là nó tắt đó thì thông thường ở vườn mình hay hay dùng gì không còn một số anh em nào cao cấp hơn thì điều khiển bằng cái hệ thống hẹn giờ đó qua qua cái thăm mơ hẹn giờ thì tới giờ nó bật và tới đúng giờ nó tắt ha thế thì trong cái hệ thống này nó sẽ không có bảo vệ được cho chúng ta khi mà cái bơm nó nó bị hụt nước ha nó cứ chạy miết chạy miết chạy miết đến khi nào cái bơm nó cháy thì thôi rồi mình cũng không có biết được do đó là trong cái trong cái ông cái khi nếu mà trong cái tụ điện của mọi người mà có cái khởi động từ nè mọi người nếu mà dùng cái hệ thống bảo vệ bơm của ta thì nó lắp luôn cái khởi động từ nha thì cái, khởi động từ này nó sẽ có kèm theo cái cái cục ở dưới này cái cục ở dưới này đối với cái những anh em dân điện á thì họ sẽ gọi là cái cái đuôi cái đuôi của khởi động từ hay đuôi của contactor đó còn mình gọi đúng á nó là một cái rì rò len nhiệt hay là gọi là cái rì lay nhiệt thì cũng đúng Thế thì cái nguyên lý hoạt động của cái relay nhiệt này á là khi mà cái bơm của chúng ta ví dụ nó bị hụt nước đúng không? Hụt nước thì cái dòng cái ampe của nó nó sẽ vượt lên cao hơn bình thường so với mà lúc nó chạy có nước rồi là chạy có tải. Ví dụ thì nó chạy có tải là 6 ampe thì khi mà nó hụt nước á nó sẽ nhảy lên là khoảng 7 hoặc là đến 8 ampe hoặc là 9 ampe đó. À, tùy theo cái cái công suất bơm ha, một ngựa, hai ngựa hay là ba ngựa nó có cái ampe phù hợp. Thì muốn biết được là mình chỉ có việc là mình đo thôi, đo mới biết được thôi. Thế thì khi mà cái bơm nó bị hụt nước á, thì nó chạy lâu không có nước nó sẽ nóng lên. Nó nóng lên nó sẽ truyền nhiệt về cho cho cái rò le nhiệt này. Thì trong cái rò le nhiệt này nó sẽ có hai cái thanh kim loại. Thì khi mà nhiệt độ nóng thì nó sẽ nở ra, nó nở ra và nó gây đỏ mạch cái, gây ngắt mạch. Ngắt mạch cái cái hệ thống điện chúng ta dẫn đó là giúp cho cái bơm chúng ta nó ngừng hoạt động. Thì nó sẽ không cháy ha. À thì đây là cái nguyên lý nguyên lý đấu của nó thì uh, <laughs> ví dụ như ở đây mình uh, mình bật bơm đi mình bật bơm cho mọi người xem ha bật bơm này rồi cái nút này giờ mình bấm on nha ô cấp điện rồi à, chưa đẩy cb để à, đẩy, đẩy cb lên rồi mình bật on nha mọi người nha thì cái nút on đây bây giờ là nó đang ở chế độ off đúng chế độ off nó sẽ báo đèn đỏ này rồi mình sẽ bấm nút on cho mọi người xem ha đó là mọi người nghe bơm chạy không thì khi mà bơm chạy nó sẽ báo đèn xanh này là nút on thế thì à, đây là cái đèn báo báo lỗi nha ví dụ như trong cái hệ thống bơm chúng ta nó 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 ngừng hoạt động thì nó sẽ báo lỗi như này nếu mà bị lỗi Thế thì à, ví dụ như là trong cái bơm nó đang chạy đi ở đây mình thấy là mọi người nhìn nhìn cái ampe mình kịp ha. Đây cái kềm ampe mình kẹp vô mình để mình đo dòng của cái bơm này là hiện giờ nó đang là chạy là 6A mình đang để chế độ là mình đo ở trên mức 15. Thì mức 15 mình sẽ giống trên cái cột của 15. Thì nó đang chạy là khoảng 6. 6.5 amp ha, 6.2 đến 6.5 amp. Thế nếu mà cái bơm của chúng ta nó bị hụt nước á, nó bị hụt nước hay là nó bị bị xà bạc đạn hay là nó bị cả cuộn á là nó sẽ vượt lên khoảng là 7.5 chẳng hạn, 7.5 hoặc là 8 hoặc là 9 tùy thế công suất bơm. Còn cái bơm này hồi nãy mình đo là nó nằm khoảng là 8.5 amp nếu mà chạy không tải. Đó, thì khi mà cái bơm nó chạy không tải á là nó sẽ nóng dần lên và nó truyền nó tăng cái ngưỡng hưởng á, nó truyền về cái cái rò le nhiệt này làm cho cái rò le nhiệt nó sẽ ngắt mạch. Đây ví dụ như là nó nó sẽ nhảy vô cái nó nhảy cái cái, cái relay nhiệt là mình ở đây mình không nó chưa nhảy thì mình sẽ bấm bấm test bấm nút test để cho mình biết là nó có hoạt động không. Bây giờ nó ngắt rồi đó. Mọi người không thấy nghe bơm hoạt động nữa đúng không? Thì à, bây giờ mọi người có bấm on lại thì nó cũng không không có chạy này đó nó đang bảo vệ mạch của chúng ta nó không có chạy và cái đèn báo cái đèn báo lỗi nó sẽ sáng lên đó là có nghĩa là cái cái hệ thống uh, động lực của chúng ta ở phía sau cái cái hệ thống điều khiển nó đang bị lỗi rồi thì cái đó hiện tượng là vượt vượt uh, nói chung cái bơm bị lỗi nó sẽ bị hụt nước hay là bị xa bạc đạn hay là bị chạm cuộn đó còn mọi người muốn mở lại thì mọi người sẽ bấm vào cái nút reset của cái rồi lây nhiệt để cho nó đá cái cái nút chip này lên nút chip hồi nãy mình đè xuống rồi giờ nó đá lên thì bây giờ mình bấm o on lại là nó sẽ mở này cái này nó bị gãy cái cháu bấm là phải giữ cái phía sau đó là nó chạy lại bình thường hoặc là ví dụ như những cái vườn mà mình sử dụng cái thăm mơ ha mình sử dụng cái tham mơ mà mình hoặc là cái qua cái điều khiển từ xa thì mình sẽ bật qua chế độ auto đi chẳng hạn mình lắp hai chế độ khởi động tay khởi động bằng tham mơ thì bây giờ cái tham mơ mình sẽ bật bằng tay nha tham mơ này nó nó tự khó thì mình muốn á mình phải khá khó đi auto này đó là ví dụ như tới thời gian là tham nó sẽ chạy nó hiện lên cái đèn đỏ đúng không? thì bơm sẽ chạy. còn trường hợp mà cái bơm nó có vấn đề thì nó sẽ chip cái chỗ nào cái relay nhiệt này. đó nó chip đúng không? và cái cái tham nó vẫn đang chạy này nhưng mà cái bơm của chúng ta không chạy có nghĩa là nó đang bảo vệ cái mặt của chúng ta và bảo vệ luôn cái bơm chống cháy. còn nếu mà mọi người lắp cái contactor này mà không lắp cái relay nhiệt thì nó không có hiểu được để mà nó tự ngắt mặt ha giờ muốn ấy lại thì mình bấm nút reset thôi thì trong cái ví dụ trong điều kiện thực tế mà nó bị nó bị quá tải á nó bị vượt cái ampe lên để nó, nó ngắt cái rò le nhiệt này à thì nó phải mất khoảng một hai phút sau để hai cái miếng kim loại trong này nó nguội ha nó nguội thì nó mới đóng lại tiếp điện nữa chúng ta còn cái này ở điều kiện chúng ta test thì chúng ta bấm vào cái nút reset thì nó sẽ chạy lại đó ok Rồi chỉ có vậy thôi Thì đó là một cái Cái giải pháp mà chúng ta Bảo vệ cái bơm của chúng ta trong điều kiện Mà chúng ta chạy mà không Không biết cái bơm nó có bị hụt nước hay không Hoặc là cái giếng của chúng ta có bị hết nước hay không ha Thì mọi người sẽ đấu Tóm lại là mọi người sẽ đấu Sau cái cái CP này nè mọi, mọi người sẽ đấu một cái Cái khởi động từ kết hợp với một cái rô le nhiệt Thì nó sẽ bảo vệ được cái mạch của chúng ta ha Vậy thôi thì đối với cái cái, công tắc tơ đó và cái rồi là cái cái thăm mơ thì hiện tại nhiều nhà vườn cũng đang sử dụng ha trong hệ thống trong, đèn tự động và cũng như hệ thống tưới điều khiển từ xa thì mọi người mua thêm cái cục và rồi lên nhiệt đó nó tốn có thêm có gần 200 ngàn thôi hàng của là khởi lời S thì nó nằm khoảng 200 220 gì đó và cái mình lựa cái công suất ha lựa công suất nó phù hợp À, đối với cái dòng bơm chúng ta thông thường mà cái bơm ngựa rưỡi thì mọi người lựa những cái uh, relay nhiệt nó nằm khoảng là 6A thôi. Cái cái mức mà chỉnh nhỏ nhất của nó là 6A thì xài được rồi. Ok xin chào và hẹn gặp lại mọi người.